Welcome back. This is lesson or session number 2, Yoga Online under the Mental Health Respite Gera Support Service. Today we're going to use a chair quite a bit. So please go and grab a chair. The type of chair that is stable should not have the side or the arms. So you will see why you would that. And the chair should be strong and stable, and it should be light. Bữa nay chúng ta sẽ tập bài số 2. Bài số 2 chúng ta sử dụng ghế. Thì các bạn lựa chiếc ghế nào vững chắc, không có cái thành để mà mình gác tay. Và chiếc ghế cũng nhẹ thôi. Okay, let's start. So we're going to continue doing warm up sitting on the chair first. So, breathing in, stretching up. Breathing out, lean back to the chair. Clap your hands. So, actually I need to sit forward a bit so I can lean back a bit more. So ngồi sit ra phía trước chút xíu. Ready, start again. Breathing in. Lean back, breathing out. Hít nè. Side, breathing in, breathing out. Other side, and now going up, side to side, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. Hít kéo lên, thở nghiêng. Keep smiling. When you smile, you give yourself and everyone positive energy. Khi tập, cứ mỉm cười. Khi mỉm cười, người mình nó mát mẻ hơn, phải không? Thì dễ chịu hơn. Now change. Breathing in, turn and twist. Hands and hook on the outside of your thigh, lift and turn. Breathing in, breathing out. Lift the spine and turn. Breathing in, breathing out. Duỗi lưng thẳng lên, vặn nhẹ người. Hít. Thở. One more on each side. Well done. Back to the front. Give your shoulders a little bit of a roll. Forward and backward. Xoay ngược rồi xoay xuôi. Good. Head. Semi-circle. Work with your breath. Hít thở. Cầm xoay nửa vòng thôi. Lean back. We're gonna do the work with the feet. So your hands can just be on the ground here. If you want more comfortable, then leave them on your legs. Sit really close so your back
lean straight. Dựa sát lưng vô ghế, tay để đâu cũng được. So we're gonna work with both feet. Just keep them low and roll your ankles. Nhấc hai chân xoay, không cần nhấc cao. This is only warm up. You don't really need to lift them high. Xoay ngược rồi xoay xuôi. Good. And now we work with the knees. Chân co, chân duỗi. While we're doing the warm up, I would just like to remind everybody, please do not overstretch, overtense, or overbreathe. Anything that too much will cause you more harm. And please check with your doctor if it's okay to keep practicing. All right, good. Knees out, come forward, hips rolling. Các bạn nên, mình nhắc lại, kiểm tra với bác sĩ coi mình tập được những động tác này hay không, sức khỏe của mình. Và thứ hai, lượng sức của mình tập. Đừng kéo căng quá, đừng gồng quá và cũng đừng thở quá nhiều. Nó có thể gây nguy hiểm cho mình. You can breathe long and comfortable. Roll and change side, xoay ngược rồi xoay xuôi, chậm chậm thôi. Take it easy. Again, if you do this rolling movement and you feel dizzy, slow it down. Nếu mình quay mình thấy chóng mặt thì chậm lại chút nữa. Okay. I wanna do a bit of push-up, but with the hands on the chair. It's a different kind of push-up. We'll do the front push-up first, but later we're gonna do the back push-up. Gentle push up first. Là mình đẩy nha, tay vịn hai cái thành ghế nè. So this is, you know why you don't need the arms of the chair, firm chair. Feet apart. When you're ready, lift your hips up. Hold it. 1, 2, 3, 4, 5. Drop your bottom of butts down. Good. Shoulders roll. 1. We do it a few more times. Ready? Hands down. Hips up, move a little bit forward, 5 seconds, and back. Good, shoulders roll. And again, nhấn cái tay xuống, nhấc cái mông đẩy ra phía trước một chút xíu. Đếm tới 5, thả vô. Good. Anyone with wrist problem and shoulder problem, you might want just to hold for a second or two, or you may not want to do this at all. You can skip it. Alright, I'm do it 2 more times. Hai lần nữa nha. Các bạn nào mà đau vai, đau cổ tay, không muốn tập cái động tác này thì bỏ, ngồi chơi. Hoặc là có tập thì giữ 1 hoặc 2 giây thôi. This is building up your arms, your shoulder strength. Để tập động tác này để cho bắp thịt trên vai và bắp thịt trên tay nó rắn chắc. Last one, lần cuối. And back. Good. Relax your hand now. Shake them. Cổ tay nó mỏi hay là nó đau thì lắc nó chút xíu. Good. Now, the same sequence, but I'm gonna move my hips a little bit forward. So this series can be strong or can be gentle. So we did the gentle one. Now I'm gonna walk my feet forward and I'm gonna do a little bit more with my knees straight and see how we go. Ready? Forward. Lift. 1, 2, 3, 4, 5 butts down. Good, relax. Let's do it again. Cái này thì nó mạnh hơn cái hồi nãy nha. Làm cái nhẹ hoặc làm cái mạnh hơn. Ready? Push, hand, lift. Grab your hand. 1, 2, 3, 4, 5 butts down. Relax. Third round. Lần thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5 Butts down. Good. One more time. Một lần nữa thôi. Ready? 1, 2, 3, 4, 5 Excellent. Butts down. Sit back. Roll your wrist. Give your hands and your shoulder a little bit of
soft movement, lắc hip xíu cho nó mềm lại. Very good. Okay, coming up to stand. Now I'm going to move the chairs to the side to make it easy for you to see, but you actually can have the chair on the side or in the front as long as it's whatever position that you can see me and practice. It'll go along my mat. Giờ chiếc ghế như thế nào để bạn có thể nhìn được? So I'm stand quite close to the chair with my knee nearly touching there. Good. My feet apart. All right, we're going to do the simple sun salute sequence using the chair. Chúng ta tập cái bài chào mặt trời như cái bài cơ bản nhất, cái bài dễ nhất sử dụng chiếc ghế. The reason is the full sun salute is a very strong intermediate level. Using the chair, we bring it back to the simple basic. For those who want to do sun salute and cannot get up and down the floor, you use a chair. Cái bài sun salute là chào mặt trời á, cái thể lực mà không xài chiếc ghế phải mạnh một chút xíu mình mới có thể đứng lên ngồi xuống được. Còn coi cho các bạn nào lớn tuổi mà đứng lên ngồi xuống như đó khó khăn, sử dụng chiếc ghế mình vẫn tập được bài này. Ha. Okay, so step number one. Salute to the sun. Breathing in, breathing out. Bow to the earth. Resting. Soften your knees. Breathing in, breathing out. Bend your knees. Hands hold the chair. Step your right foot back. Bước chân phải. I'm coming to warrior position. Tư thế chiến sĩ. Breathing in, breathing out. Side stretch, triangle. Breathing in, breathing out. And so breathing in, breathe out. Good. Here come a little bit of a strong pose. Hold and take a full breath in. Keep your arms bent. Tailbone under, tummy firm. Good. Down dog on the chair. Breathe and hold the position. Bend your knee. Step forward. Drop the head on the chair, relax. So that's a step. Let's do it again. We're going to use the left side. One. Forward bend. Three. Feet apart, 7. Stay here and take a rest. We're gonna do it a few more rounds. The next round, just follow. Each movement, you can take a full breath in and out. So there are a step, is called sun salute using the chair.
Bài này gọi là Chào Mặt Trời nhưng sử dụng chiếc ghế dành cho những người không thể quỳ xuống đất được. Có 8 bước. Ready? Knees bent. 1. Two. Three, right foot. Four. Five. Six. Seven. Eight. Soft knee coming up. One. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. The next row, I'm gonna hold each pose a little bit longer and explain and give you a bit more details just to correct some of the wrong movement. Cái vòng kế mình sẽ dừng ở mỗi động tác lâu hơn một chút xíu và chỉ những cái sai để cho các bạn tự sửa nhé. Bend your knee first. Coming up. You can see I'm so slow. My spine is upright first. Then knees. Tập thật chậm, như phim quay chậm, để các bạn thấy là đầu gối phải co. Khi nào lưng thẳng đứng thì đầu gối mới thẳng. Now, this is the most simple position. However, there's mistake here that many people make. Number one is you relax too much and you're arching. This is not really good here. You see, I fix it. So, this is not a good pose. Cái này không có tốt đâu. Bụng ẩn ra, lưng cong, mông nhẩm không phải tốt. Bụng đi vô xẹp, mông nhíu lại, lưng thẳng. So you firm your belly and your butt. Bụng mông xẹp vô. Salute to the sun. Number two. It's pretty relaxed here. There's not much to do here, number two. You can bend your knee or straight your knee, doesn't matter. This is a relaxed pose. Tư thế này thư giãn hoàn toàn, thành ra đầu gối co nhẹ lại đi cho nó thư giãn. Còn không thích đầu gối co thì cứ việc duỗi ra. Number 3, if you see that I'm going to bend the knees first, thigh coming up first. Co đầu gối trước khi qua động tác thứ 3. Hands on the chair, hold. Step right foot back. A little bit to the right. Coming up in warrior. Động tác lên tư thế chiến sĩ. Again, this is can be the mistake is easy.
Now, if you can see that quite a lot of people doing this, we're not doing this, okay? Straighten up your spine. Đừng có ấn bụng ra phía trước, đừng cong người ra phía sau. It's okay to keep your arms open and be soft. You don't really need to do this to tense up your neck. Hay thả lỏng ra chút xíu, cổ thủi. Đừng có ép tay vào chi cho nó mệt. Good. Side stretch. Triangle. In this position, try not to have your arms up here. That looks okay too, but you don't want to lower your hand too much. Or just soft. Across your shoulder is fine. Bàn tay ngang vai được rồi, không cần nhấc lên cao mà không cần duỗi thẳng khuỷu tay lắm đâu. Khuỷu tay co lại chút xíu. Good. Stand firm, belly and butt. Bụng và mông, bụng, xẹp vào. Excellent. Next step. Option here. You can look down. You can look sideways. But no need to look up. It's not that important. Keep your neck relaxed and soft. You can look sideways or look down. This hand is relaxed, the shoulders relaxed. Mắt có thể nhìn xuống hoặc nhìn ngang. Đừng có ngước cằm nhìn lên cho nó mỏi cổ, không cần thiết. Well done. Now, I'm going to step back to plank. This is the most difficult one in this series. Tấm ván. And the mistake a lot of people do is this. Alright? This is not a plank. Đây không phải là tư thế tấm ván. Cái bụng không được ẩn ra mà cái mông không được chùm xuống, cái lưng phải thẳng. So this is not the plank. The right plank. Slightly bend, close your armpit, tummy in, butt in. So shoulder back, neck straight forward. Lưng thẳng, mông nhíu vào, bụng xẹp lên, khuỷu tay co lại, nách khép chặt. Người nó như một cái tấm ván hay khúc gỗ. Excellent. Feet apart. This is called down dog on the chair. And this is also a pretty comfortable position. I don't think that we need to do much correction in this pose. Tư thế này dễ, cũng không cần điều chỉnh gì. The only thing is you make sure your neck is soft, so you can drop the head, it's fine. Or you can gaze your neck, doesn't matter. Hands, feet are wider apart. Chân tách rộng ra, chỉa ngón chân thẳng ra phía trước. Tay rộng ra chút xíu, cổ để mềm, thả xuống hoặc ngóc lên một chút cũng được. And before we step forward, the knees bend. Step. And rest. Bất cứ từ động tác này qua động tác kia, các bạn nhớ là đầu gối phải co lại, chậm rãi. So we're gonna come up again. Ready? Knees bend. Spine up. Salute to the sun. Number one. Belly butt firm in. Bụng mông xẹp vào. Hít thở. Number two. Bow to the earth or surrender to the earth. Soft knee. Động tác thứ hai là tuân phục hay là đầu hàng với đất mẹ, thả lỏng, đầu gối mềm. Knees bend, spine coming up, đầu gối co, lưng lên, tay chặt. Left foot, warrior, chiến sĩ. And hold. Side stretch, triangle. Soft elbows a bit.
tư thế tam giác. Now some people will say, where do I look? You can look forward, you can look sideways. It doesn't matter. Nhìn phía trước hoặc nhìn ra phía bên hông cũng không sao, cái nào cũng được. Next step. Again, you can look right forward or you can turn your head and look down, but try not to look up. No need to do so. Nhìn xuống hoặc nhìn ngang, đừng ngóc mặt nhìn lên, không cần thiết. Hands down, we step back to plank. Tư thế tấm ván. See how close my arms to my armpit. Bụng gồng thúc vô, mông xẹp xuống, lưng duỗi thẳng, vai xuôi ra đằng sau, cổ duỗi ra phía trước, khuỷu tay co lại, ép chặt vô người. Down dog. Feet apart. Neck can be engaged, straight forward, or relax and drop. Cổ mềm, duỗi thẳng hoặc thả xuống. Soft knee, walk forward. And rest. We do it one more time. This time we flow. Lần này thì tập liên tục không dừng nhưng rất là chậm. Knee bends, come up. One. Two. Three. Seven. Eight. Have a little rest here. You can do the sequence in a flowing style, which means breathe in, one, breathe out, two. Or you can do it holding position, each pose for a couple breaths. Các bạn có thể tập cái bài này với hai hình thức. Là tập nhịp nhàng theo hơi thở. Ví dụ 1, hít vô, 2, thở ra,
3 hít vô, 4 thở ra. Và thứ hai, cái cách tập là giữ mỗi một động tác vài ba hơi thở. Very good. From this point on, we're gonna start step back, one foot and kneel. Step back, kneel. So we're just resting the head on the chair. This is also the transition for you from chair to the floor. Bước một chân quỳ, bước chân kia quỳ, thả đầu. Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ ghế xuống dưới sàn nhà. And then I release my hips on my heel and just keep my arm there and just stretch. Drop the head, be soft. Again, if this pose doesn't suit you, just sit down. Động tác nào mà quỳ trên gối cảm thấy không chịu được thì các bạn cứ ngồi lấy chân ra. Thả lỏng. I'm lifting my head up, slide the hand down. Alright, now the next part, we're gonna keep using the chair. You're gonna lie on the back and put the feet up. And from here, once you've done it, basically you can just hear my voice. I'm pretty clear with my instruction, I hope, that you don't have to keep looking at me. Một khi nằm gác chân lên ghế rồi, thì những cái lời mình dạy nó rất là đơn giản và rõ. Hy vọng là các bạn không phải cứ ngóc đầu lên để mình nhìn hoài. Ok, I'm gonna lie down, put my legs up there. But before you lie down, you see how I do it. Make sure that I lie down and I don't need to do a lot of adjustment. I sit on the side of the chair để mà tránh mình còn phải di chuyển tới di chuyển lui, thì ngồi ngay sát cái ghế nè. And from that point on, I'm gonna move my hips a little bit in. Got it? Side, turn, legs, hips back in the middle. Now I'm perfect where I want my hips to be. Và như vậy thì các bạn không phải thay đổi nhiều. Now my leg, this part need to be on the chair, and if possible my feet touching the back seat. Được thì cái bắp chuối này nó phải nằm trên cái yên ghế, xích vô một chút và cái ngón chân nó đụng được cái thành ghế đằng sau thì nó vững hơn. And make sure when you adjust, look at the chair, that you really need to be. Now I'm holding the leg of the chair and I feel square, that I'm not sideways. Nằm sao cho cái góc nó vững, đừng có nằm nghiêng qua một bên để lát lên nó dễ bị mình tập nó dễ bị chấn thương. Just prevent injury, you need to be square to the chair. And if possible, hand can hold the legs of the chair, the front legs. Được thì cái tay nắm cái cổ chân. This is a very good chair. If you have a very cheap plastic chair, may not be safe for you. Chiếc ghế nhựa không có chắc bằng cái ghế này nha. Kiếm chiếc ghế nào chắc chắc chút xíu. Now I'm gonna hold and pressing my heel and moving my hips up. You can go halfway here, or you can go higher, or higher, or higher, or higher. See how far you can go without hurting yourself? Then roll down slowly. Good, that's one round. Khi lên cái mông lên trước rồi tới cái lưng, tay nắm cái chân ghế thì mình sẽ cái ghế nó không có bị bật ngửa. Nhấc lên cao lên thấp tùy mỗi người, không cần lên cao lắm. Let's try a few more on your own and see how you can roll your hips up, roll your hips down. You can work with the breath if you like, breathing in, rolling up, breathing out, rolling down.
Kết hợp với hơi thở thì hít vô từ từ mông lên, lưng lên, lên tới bả vai, lên tới vai. Thở ra, lưng trên xuống, lưng dưới xuống, mông xuống. Good. Do it one more time. Well done. Legs up in the air, give your legs a little kick and rock. Loosen up your hands a bit. Now we're going to do the second part. Legs back on the chair. This time, hold the chair. This is a little bit stronger. See if you feel this is too strong for you. Do the first one or do nothing. Just sit and or lie down and rest. I'm going to walk my feet to the front of the chair. Cái phần này nó cao, nó mạnh hơn và cái hông mình lên cao hơn. Thành ra các bạn nào cảm thấy không an toàn đừng tập. Now where you hold the chair is very important. So when you come up, the chair do not move away. And if you have the chair against the wall, even better. Tay nắm xích lên chút xíu. Và nếu được thì cái ghế nó dựa vào vách tường thì nó càng chắc hơn. So I'm gonna roll the hips up. Hold the pose. Roll the hips down. Round one. Let's do it two more times. Hips up. There's a pressure on your shoulder and the back of the neck, and if this doesn't suit you, please do not do it. Người nào vai bị đau, cổ đau, không muốn tập động tác này cứ việc bỏ. Rolling down. Coming up the third time if you wish, lên lần thứ ba. Coming down. Going up, legs going up, give them a little wiggle so they rest a bit. Because the next part can be a little bit stronger. And again, if it's too much, don't have to do it at all. Nghỉ chút xíu, lắc xoay cổ tay, cổ chân. Và cái động tác kế thì khó hơn một chút xíu. Các bạn cứ việc bỏ, nếu cảm thấy không làm được cứ việc bỏ. Alright, are we ready? I'm going to come up. And then gonna lift one leg up to the air. Lên nha. You gotta feel really firm, feet in the middle first. Hai chân chụm sát vô, đầu gối chụm vô. Khi nào cảm thấy an toàn mới được nhấc một chân lên trời. So from this position I lift one leg up to the ceiling. And if this is good, if you wanna move your leg above toward the back of the head, go for it. Otherwise, don't worry about it. Chân chỉa thẳng lên trời hoặc ngã xuống về phía đầu. And foot down, hips down. Good. Let go for a moment. Give your feet, your hands a little shakes. Before we do the other side, nghỉ một chút xíu rồi mình sẽ tập phía bên kia. Alright, ready? Feet and knees together in the middle, front of the chair. Hai chân chụm lại, sát vô đầu gối chụm lại. Coming up. When you're ready, bring the other foot up to the ceiling. I'll bring the foot over behind the head. Foot down. Hips down. Feet up. Again.
Loosen up your legs, your ankles, your hips. Lắc một chút xíu cho nó mềm. Good. The back of the feet together and lean on the front of the chair. The hand just relax. If you worry the chair move away, you can hold it. All we do is to have the feet up and the knees out, and just to relax the hips a bit. So hand can be gently in your tummy, or hands can be on the floor. And from here we're gonna do a bit of wave breath. And if this doesn't suit you, go back to this easy one, right? With the calves on the chair. Chúng ta sẽ nằm tập thở. Nếu nằm mà hai chân chụm vô, đầu gối tách ra, không thoải mái, thì gác hai cái bắp chuối lên đây. Okay. So there are two ways to lie. You can lie with knees apart or knees together. Alright. One hand in the middle of my chest. One hand in the middle of my in the tummy. We're gonna do wave breaths. Waves breath mean the breath of the waves from the ocean. They rise, they come down to the sand, the beach, and they crash down, they pour out. So our belly will move like a wave coming up, crash down, and move out to the sea. And how we do it, we start with the lower abdomen, which here to the middle, and then chest. So the wave gonna come up, and go down. It's called wave breath. Thở sóng biển có nghĩa là đợt sóng nó dâng lên từ bụng dưới, nó lên bụng trên, nó lên trên ngực, hít vô. Khi thở ra, đợt sóng đó nó đập vô bờ rồi thì từ từ nó cuốn ra, thì ngực xuống, bụng xuống, bụng xuống. So give it a try, and remember, do not breathe too fast, too strong, too deep. You create a soft wave is five. So legs here or here, whichever feel right for you. Just start, and if you're not sure, you can have a look first. So I'm gonna inhale. Exhale. So inhale, tummy up, 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 chest up. Exhale, chest down, tummy down, tummy down, down. Good. So legs here may be easy for you to see. Chân để đây có thể nhìn rõ hơn. So just watch one more time if you're not sure, and then just practice on your own. Ready? Up. Down. You will notice that when your tummy want to go higher, your lower back arch up, which is fine. As long as when you crash down or go down, the spine glued to the floor. Muốn cho những cái bụng và ngực lên cao, có thể là mình phải cong cái lưng lên một chút nè. Khi hít vô, cái thắt lưng nó cong lên chút xíu, cái bụng nó mới ngực nó mới lên cao. Khi thở ra, ngực bụng xuống, cái thắt lưng dán lại vào mặt đất. So do a few more and make sure that your wave breath is smooth, comfortable, beautiful waves coming up, beautiful waves coming out back to the sea. Do not over breathe, over stretch, over tense, that's gonna harm you. And remember,
Anything over, you're gonna feel sick, dizzy, nauseated or pain. So take it easy. Mặc dù mình có kéo dài hơi thở và có ướn bụng phần ngực chút, tuy nhiên vừa phải, đừng thở mạnh quá, nhanh quá, sâu quá, căng quá, gồng quá, thì các bạn sẽ cảm thấy dễ bị bệnh lắm, chóng mặt, nhức đầu, choáng váng, buồn nôn, người nó tê. If you just adjust to the level that suits you, you will find this is quite energetic, yet calm and peaceful. Nếu mình tập vừa với sức mình vẫn có sự phùng phình xẹp lên xuống, các bạn sẽ thấy năng lực của mình hay năng lượng của mình nó tăng một cách êm dịu, thoải mái, tươi mát, đồng thời vẫn thư giãn, bình thản, không bị nhịp tim rối loạn hay đập quá nhanh. Well done. And now we're gonna rest for a couple of minutes in relaxation, resting the feet on the chair. The whole idea of resting the feet on the chair and allow relaxation is a little bit more. The veins carry blood back to the heart and the lungs. Easier with the detox purification process. Bây giờ chúng ta nằm yên, cứ để chân trên ghế, nếu cần thì lấy áo đắp vào, tay để nhẹ trên bụng. Khi chúng ta nằm thư giãn, chân ở trên ghế, tĩnh mạch sẽ đưa máu, những cái máu mà thiếu oxy, những cái máu mà nó gọi là stale là không có được tốt lắm, chạy về tim và phổi để thanh lọc. So close your eyes, start smiling, shoulder drop, chin down, neck relax, feet relax, hips relax. Nằm thật yên, cằm ép xuống một chút, duỗi gáy cổ, hai vai xuôi, mắt khép nhẹ, môi mỉm cười, tay chân lưng hông thả xuống. We're gonna go through from top to toes to relax again from top to toes. Chúng ta cũng tiếp tục lướt từ đầu xuống chân để thư giãn từng phần. Remember the scan machine. Tâm của mình là cái máy quan tuyến, nó chiếu từ đầu xuống chân. Scan the head, the face. Smile. Breathe. Relax the face and the head. Chiếu rọi da mặt, da đầu, trong đầu. Thở, mỉm cười, buông lơi. Throat, side of the neck, back of the neck. Shoulders, front, back, side. Scan, breathe, smile, relax. Cổ họng, gáy, hai bên cổ, vai, đỉnh vai, bờ vai. Thở, mỉm cười, buông lơi. Upper arms, elbows, lower arms, wrists, hands, fingers. Breathe, smile, relax. Bắp tay trên,
khuỷu tay, tay dưới, cổ tay, bàn tay, ngón tay. Thở, mỉm cười, buông lơi. Chest, armpits, shoulder blades, upper spine. Breathe, smile, relax. Ngực, nách, bả vai, lưng trên, hở, mỉm cười, buông lơi. Abdomen, weights, lower spine, back. Breathe, smile, relax. Bụng, hông, lưng, thắt lưng. Thở, mỉm cười, buông lơi. Butt, hips, groins. Breathe, smile, relax. Mông, xương chậu, cơ háng. Hở, mỉm cười, buông lơi. Thighs, knees, calves, ankles, feet, toes. Breathe, smile, relax. Đùi, đầu gối, bắp chuối, cổ chân, bàn chân, ngón chân. Hở, mỉm cười, buông lơi. And let's do a quick scan from top to toes. Lướt từ đầu xuống chân một lần cuối, nhanh hơn. Cũng thở, mỉm cười, buông lơi. Now we are gonna come out of relaxation. So, move your fingers, your hand, your wrist, your arm, your elbow, your shoulder, the neck, the head, the toes, the ankles. Straighten the knees up. Move the hips. Bắt đầu ra khỏi trạng thái thư giãn, cử động ngón tay, bàn tay, khuỷu tay, vai, cổ, đầu. Ngón chân, bàn chân, cổ chân, đầu gối và duỗi chân lên trời, xoay chân. Drop the heels on the front of the seat. Drop the knee to the left. Drop the knee to the right. Massaging your back and soften the hips. Thả cái gót chân về phía trước của thành ghế. Nghiêng hai đầu gối qua trái, qua phải. Xoa bóp lưng hông, chuyển động xương chậu. Turn to your right side. Arms or hand under your head. Feet on the floor. Nằm nghiêng qua bên phải. Gối tay dưới đầu, nằm co người lại. Thả đầu gối xuống đất. Coming up very gently and slowly. Lên chậm chậm. Now we're gonna sit for 5 minutes. We're gonna keep practicing breath awareness. And please sit on the chair if you need to, or sit on the floor and support your knees. Ngồi trên ghế.
hoặc ngồi dưới đất, ngồi đâu thoải mái. Breath awareness is exactly the same as lesson number one. The more we do it, the better we get at it. So comfortable seat. Eye close, little smile, shoulder drop, neck relax, spine relax. Thả lỏng, mỉm cười, cằm thả xuống, gáy mềm, lưng buông. Bring your focus between the entrance of your nostril and the upper lips. Feel the air coming in, going down to the back of your throat, to your lungs. Feel the diaphragm push down, the tummy expand gently. Feel the tummy release, the diaphragm move up, pushing the air out. Feel the air come out of the nostril, touching the skin above the upper lips. Recognize so well the sensation of breath, how it feels. Warm, cold, tickle, rough, soft, smooth, long, short, deep, shallow. Whatever sensation happened there, feel it. Occasionally your mind will wander away to somewhere else, either past, future. Take a longer breath and make a humming sound. Bring your mind back to breath sensation, upper lips. Bắt đầu chú ý vào cái nhân trung giữa, khoảng cách giữa mũi và môi trên. Hít thở chậm rãi bình thường. Cảm nhận không khí đi vô, xuống cổ họng, phổi, khoảng cách mô giãn, bụng phình nhẹ. Rồi hơi thở đi ra, khoảng cách mô chuyển động, bụng xẹp, không khí chạy lên, ra cổ họng, hốc mũi, ra khỏi mũi. Cảm nhận cảm giác của hơi thở ở vây vành mũi và nhân trung. Cảm xúc là gì? Nóng, lạnh, ấm, mát, nhột, ngứa, khô, ẩm, dài, ngắn, sâu, cạn. Cảm nhận thật rõ. Rồi thỉnh thoảng tâm trí nó biến đi, nó nghĩ về chuyện ngày mai hay nó nghĩ về chuyện quá khứ. Hít một hơi chậm dài và rõ một chút xíu, kéo cái tâm trở về với cửa mũi, quan sát. Remember, if you do this 5 minutes every day, morning and night, for a period of time, at least a few weeks, you will notice the mind will disappear less time, and you become more aware and focused. Khi mình tập đều mỗi buổi sáng 5 phút, buổi tối 5 phút, thì sau một thời gian, cái tâm của mình nó hết chạy loạn, nó sẽ bớt đi ra ngoài và nó ở được cái chỗ mình muốn lâu hơn, tâm thanh tịnh hơn, bớt bận rộn lăng xăng hơn. Breath awareness.
practice. So the chin start rolling. Shoulders movement. Hips rolling. Rolling back. Legs extend. Give your knees and ankles some movement. Okay. Hands together. Breathing in, long stretch. Yui. Breathing out. Time. Breathing in. This time, clap your hand. Breathe out. This is the end of session number 2. May we have a good day. A day of peace, calm, and relax. Thank you for joining me. Cầu chúc cho chúng ta có một ngày bình an, thoải mái, khỏe mạnh. Và cảm ơn các bạn đã tập trung với mình. Om Shanti. Chúc bình an. Be peaceful.